Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vì sao ở một số tỉnh miền núi phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá? Mưa đá, dông lốc, mưa to xuất hiện tại miền Bắc trong 2 ngày qua tại nhiều địa phương gây thiệt hại nặng nề tới tài sản của người dân. Chẳng hạn như trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 3 xảy ra mưa đá kèm gió giật mạnh bất thường. Thống kê ban đầu của huyện Hạ Hòa cho thấy mưa bão đã làm một người bị thương, 413 nhà dân và 5 trường học bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị gãy đổ. Các lực lượng chức năng huyện Hạ Hòa sau đó đã cùng với nhân dân khắc phục các thiệt hại. Đáng chú ý, Phú Thọ không phải là tỉnh duy nhất xảy ra hiện tượng mưa đá dông lốc trong ngày 28 tháng 3. Tại tỉnh Hà Giang, có mưa to và dông gây sạt lở đất đá, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu bị hư hại. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, trận mưa dông sáng qua 28 tháng 3 đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà tại một số huyện như Yên Minh, Quảng Bạ, Quang Bình, Xín Mần và huyện Vị Xuyên, trong đó có 29 căn nhà bị tốc mái 100%. Huyện Mộc Châu, Sơn La cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Hạt đá to bằng ngón tay phủ thành lớp trắng xóa trên mặt đất sau khoảng 20 phút. Mưa đá làm dập cây, hư hại một số loại cây ăn quả trên địa bàn này. Tại tỉnh Yên Bái, mưa đá xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn trong buổi sáng cùng ngày, thiệt hại đang được thống kê. Lý giải về hiện tượng trên, ngày 29 tháng 3, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện nay các tỉnh vùng phía Bắc nói riêng và Bắc Bộ nói chung đang trải qua thời kỳ chuyển mùa từ trạng thái mùa xuân sang mùa hè. Trong quá trình chuyển mùa đó, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông lốc, mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng 3 đến tháng 5, cao điểm vào tháng 4 năm 2024. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, nên nền nhiệt độ tương đối cao ở Bắc Bộ tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh, từ đó những đám mây đối lưu phát triển, gây ra những trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, thời gian tới, hầu khắp cả nước sẽ có sự chuyển pha về thời tiết. Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chuyển từ thời tiết giá lạnh sang ấm hơn, khu vực Nam Bộ chuyển sang thời kỳ từ khô sang ẩm. Do đó, xác suất xảy ra dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn. Tập trung cao điểm vào khoảng tháng 4, tháng 5 sắp tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã chủ động cảnh báo thông tin này trong các dự báo mùa, dự báo tháng, dự báo ngày. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng khuyến cáo trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và các khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện, truyền thông đại chúng, chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông lốc, sét, mưa đá, đồng thời tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Thiệt hại do mưa đá gây ra tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Trước đó, ngày 28 tháng 3, mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, làm gần 160 ngôi nhà bị tốc mái, một số ngôi nhà đổ sập, bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng. Tại tỉnh Lào Cai, mưa đá cục bộ gây thiệt hại về lúa, cây ăn quả và hoa màu của người dân trên địa bàn, các thôn xã Thồ, Chúng Chải B, xã Lào Chải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Dông lốc cục bộ tại xã Thào Chư Pìn, huyện Simacai đã làm tốc mái nhà của hai hộ dân ở thôn Cẩu Pì Chải và thôn Thảo Chư Phìn. Mưa lớn gây lũ cuốn trôi, làm gãy đổ gần 1 hecta ngô của các hộ dân tại tổ dân phố Hoàng Thu Phố và làm sạt lở 30 mét đường đi vào tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Simacai, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 100 triệu đồng. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân. Mưa đá xảy ra tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông Trường Mộc Châu và một số xã lân cận.
mưa đá xảy ra trong hai đợt. Đợt 1 xảy ra từ 13 giờ đến 13 giờ 15 phút, đợt 2 từ 16 giờ đến 16 giờ 20 phút. Các viên đá có đường kính từ 1 đến 2 cm. Mưa đá kèm mưa to gió mạnh làm ảnh hưởng nhiều diện tích mận, dâu tây đang ra quả, hoa màu khác của nhân dân. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, một trận mưa to gió lớn kéo dài kèm theo mưa đá và dông bão vào sáng 28 tháng 3 đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và cơ sở vật chất trên địa bàn huyện. Mưa to kéo dài hơn 1 giờ kèm theo mưa đá và dông bão xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn ở Hạ Hòa đã làm hơn 400 nhà dân, trường học, nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng 9 nhà xưởng, nhiều xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng nề về hoa màu. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, mưa to kèm theo mưa đá và dông bão đã làm 180 ha diện tích hoa màu, ngô, rau và cây chuối bị gãy đổ, 143 ha diện tích cây lâm nghiệp của huyện bị đổ, hàng trăm mét tường rào, cột điện dân sinh bị đổ gãy. Trên địa bàn huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa to, gió lốc nhiều giờ liên tục làm tốc mái nhiều nhà ở của nhân dân. Mưa to, gió lốc đã làm 160 ngôi nhà ở các xã Hồng Trị, Cô Ba, Khánh Xuân, Bảo Toàn, Thượng Hà và Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc bị tốc mái. 4 điểm trường và một trung tâm y tế tại xã Cốc Bàng và xã Thượng Hà bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Tại huyện Bảo Lâm, mưa to, gió lớn đã làm 17 ngôi nhà và điểm trường tiểu học xóm Phỉa Liền, nhà văn hóa xóm Nà Nhùm, xã Nam Cao bị tốc mái. Điểm trường mầm non xóm Nà Nhùm, xã Nam Cao bị đổ tường sau, chiều dài khoảng 12 mét. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, bố trí chỗ ăn nghỉ tạm cho những gia đình bị tốc mái, rà soát những hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở để có phương án di chuyển, sửa chữa nhà ở khắc phục khẩn cấp về lương thực, nước uống để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền núi phía Bắc xuất hiện dông lốc mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1.500 đến 5.000 m. Tháng 3, tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa lạnh sang nóng nên thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường như dông lốc kèm mưa đá. Cảnh báo mưa đá và mưa lớn cục bộ nhiều nơi trên phạm vi nội thành Hà Nội. Trưa 29 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại thời điểm 11 giờ 35 phút, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết, cơ quan này ghi nhận vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên khu vực các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn. Dự báo vùng mây trên có xu hướng di chuyển về phía Đông Đông Bắc. Với diễn biến trên, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội khả năng sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, vào sáng 29 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong chiều tối và tối 29 tháng 3, ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!